Các người sẽ mang đến các thông tin thể thao. Xin mời biên tập viên Quốc Khánh. Chiến thắng đã giúp cho chúng ta nhìn đâu cũng thấy niềm vui phải không anh? Đúng là như vậy. Và chúng ta còn nhìn thấy sự thay đổi nữa chị Thu Hương ạ. Thực ra thì câu chuyện đến hôm nay là đã là 3 ngày rồi. Và trong những ngày qua Chuyển động 24 giờ cũng nói tương đối nhiều về chủ đề này rồi. Hôm nay chúng tôi sẽ nói về sự thay đổi mà chúng tôi nhìn thấy qua cái trận đấu này. Bây giờ cứ mỗi khi bóng đá Việt Nam đạt tới một thành công mới thì cảm giác rất là thú vị khi nhìn lại quá khứ để thấy mọi chuyện đã thay đổi như thế nào. Chúng ta đã tiến được bao xa, mọi thứ đều thay đổi nếu chúng ta thực sự để ý. Như một trong những đoạn phỏng vấn hài hước nhất với Quế Ngọc Hải mà chắc quý vị cũng đã được xem. Chúng ta hãy cùng xem lại. Chúng em biết trước là sẽ là một trận đấu khó khăn vì Indonesia. Tất cả những cậu em nghịch ngợm đi qua đều làm cái gì đó với người đàn anh của mình. Rất là khó chịu. Nhưng mà hôm nay Công Phượng có vẻ là người nghịch nhất, nhưng Văn Lâm là người mà được nói tới nhiều nhất với hành động của mình. Khổ thân cho Quế Ngọc Hải trong tình huống này. Rất là thuyết phục, và cái chiến thắng này cũng giúp cho đội tuyển Việt Nam tự tin hơn và sẽ hướng tới hai trận đấu sân nhà. Quý vị thấy gì ạ? Một đội bóng như một gia đình, người anh trai và những ông em nghịch ngợm láo toét một chút. Phải nói rằng là cùng với thời gian thì đội tuyển của chúng ta ngày càng gắn kết gần gũi hơn. Đó là một dấu hiệu rất là tốt. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên Quế Ngọc Hải trả lời phỏng vấn kiểu như thế này đâu ạ. Hãy xem điều gì đã xảy ra sau trận chung kết cúp AFF vào tháng 12 năm ngoái. Và hãy thật kiên nhẫn tới đoạn cuối cùng của clip phỏng vấn này. Rất nhiều cầu thủ đã đi qua phía sau lưng của Quế Ngọc Hải ngày hôm đó, nhưng có lẽ là họ đều vội đi về. Nhưng hãy xem Văn Lâm, vẫn là Văn Lâm quý vị ạ. Văn Lâm một lần nữa, như là cư dân mạng nói, lại làm hành động lầy nhất. Và lần sau chúng tôi sẽ phỏng vấn Văn Lâm sau trận đấu chứ không phải Quế Ngọc Hải nữa, để anh ta có thể trả món nợ này. Nói về sự thay đổi sau một chiến thắng thì phải nói rằng là chiến thắng trước đội tuyển Indonesia hôm thứ Ba vừa rồi mang một ý nghĩa đặc biệt. Đây là đội bóng đã gây rất nhiều khó khăn cho chúng ta trong khoảng 6 năm qua. Mà để nói về một hình ảnh nào đó về sự thay đổi hoàn toàn về vị thế giữa hai đội bóng thì không ai nói điều đó xứng đáng hơn Quế Ngọc Hải. Với chiến thắng này thì riêng cá nhân em thôi thì cũng em cũng cảm thấy rất là hạnh phúc, bởi vì em là người mà đã trải qua rất nhiều trận đấu với Indonesia và không có được kết quả tốt lắm. Đúng là đáng nhớ. Không một hậu vệ nào bước vào trận đấu có thể nghĩ rằng anh ta cuối cùng sẽ kết thúc với việc xỏ găng đứng trong khung thành cả. Đó là hình ảnh đáng quên tại bán kết AFF Cup lượt về năm 2016 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia. Nhưng mọi thứ đã bắt đầu từ trận lượt đi. Từ một tình huống để cho Lili Pali qua mặt, Quế Ngọc Hải đã phạm lỗi để cho Boaz Salusa ấn định thắng lợi 2-1 trên chấm phạt đền. Đến trận lượt về thì trung vệ trẻ này không mắc sai lầm, thì đến lượt những người đồng đội quen thuộc của anh mắc lỗi. Nguyên Mạnh và Đình Đồng tạo ra bàn thua đầu tiên. Và rồi sự chậm chạp của Đình Đồng trong việc dâng cao bắt vị ở hiệp phụ khiến thủ thành bất đắc dĩ Quế Ngọc Hải lại phải băng lên nhận một thẻ vàng và một quả penalty. Cũng là một quả penalty sau 3 năm, vị thế của hai nền bóng đá đã hoàn toàn thay đổi. Và hình ảnh của một cầu thủ năm nào cũng đã hoàn toàn thay đổi. Quế Ngọc Hải đầy tự tin thực hiện quả phạt đền, đóng góp vào chiến thắng thuyết phục 3-1 cho đội tuyển Việt Nam. Bóng đá là như vậy, có thắng có thua, cười người hôm trước, hôm sau người cười. Một đối thủ gặp lại sau cả chục năm nhưng đánh dấu hai hình ảnh rất là khác nhau trong sự nghiệp của một người cầm quân. Đó là câu chuyện của huấn luyện viên Mark Menemi bên phía Indonesia. Ông đã khởi đầu với một chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam và rất có thể cũng sẽ mất việc sau một thất bại trước cùng đối thủ. Đó là trận đấu ở AFF Cup năm 2010. Đội tuyển Việt Nam là đương kim vô địch, được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Calisto, chơi trên sân Mỹ Đình. Và trước đó hình như chưa bao giờ thất bại trước đội tuyển Philippines. Nhưng đội bóng của huấn luyện viên trẻ tuổi Mark Menemi đã làm một điều không tưởng, chơi kiên cường và hai lần chọc thủng lưới nhà đương kim vô địch. Trận đấu với ông Menemi được chốt lại bằng bình luận của anh biên cương ngày hôm đó. Ngày mai Simon McManamy sẽ bước sang tuổi 33 trong ngày sinh nhật của mình. Và có lẽ đây là một trong sinh nhật đặc biệt nhất của Simon McManamy, một người chỉ ký hợp đồng 4 tháng tạm thời với đội tuyển Philippines. Nhưng chiến thắng này không chỉ có ý nghĩa với từng cầu thủ đã từng trải qua cảm giác thất bại 3 năm trước. Với tất cả các cổ động viên, đây là một sự đền đáp xứng đáng với tình cảm trân trọng mà họ đã dành cho cầu thủ trong những thời điểm khó khăn nhất. Và chúng tôi muốn lấy sự thay đổi này để kết thúc cho phần trình bày ngày hôm nay ở phần thể thao của Chuyển động 24 giờ.
năm 2016, cổ động viên hô vang Việt Nam khi đội tuyển bị loại. Nhiều người khóc, nhưng họ chia sẻ và trân trọng nỗ lực của cầu thủ. Nhưng bóng đá Indonesia đang ở trong một giai đoạn khó khăn thực sự. 3 năm trước, họ hát vang ở Mỹ Đình. Nhưng hôm nay, họ quay kín chiếc xe chở đội tuyển để phản đối liên đoàn và đòi sa thải huấn luyện viên. Vâng, học cách chấp nhận thất bại để chúng ta hướng đến những cái thành công về sau, đúng không anh Quốc Khánh? Vâng, cảm ơn. Xin cảm ơn anh.